kênh chuyên lo tép chống cháy 100%, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn, Bắc Cạn. Xưởng chúng tôi chuyên sản xuất lo tép chống cháy hàng chuẩn nhất Việt Nam. Đây là cặp tép 2 cấp độ, siêu tép, tép khung gỗ đời mới nhất hiện nay, chiều 12x12, chiều cao 16 phân. Còn cái loại bên này là 500 nghìn nhá, 500 nghìn một đôi. Thì mẫu này chuyển từ khung sắt đời 2019 sang này, 500 nghìn một đôi, là mẫu 250. Còn mẫu 1 triệu là mẫu 350. Cái 1 triệu và 500 này nó dùng cho các loại bát, từ bát 20 đến bát 50 đều ok. Loa cây, loa phun, loa đứng, loa nằm đều dùng chung tổng hợp các bạn nhé. Dây dài 1 mét rồi, vệ nhâm đấu và đít loa, đít âm đi, đi cục đẩy là ok. Đây, cái dây dài 1 mét rồi, vệ đấu và đít loa, đít âm đi cục đẩy và dùng thôi. Đây là loa tép chống lì dàn, tăng độ nét gấp 3 lần cho các loại dàn. Anh em về test kiểm thử, test thử ok thì thanh toán nhé. Chiều cao này là 16 phân này, phải 12x12. 1 triệu một cặp là cụ 350, từ 9 x 3,5. Còn cái loại này là 500.000 một đôi nhá. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Chúng tôi ship hàng toàn quốc. Ok.